thế bây giờ là coi như đánh được bữa hai bữa, bây giờ chạy theo hàng thuốc khác là mất. Thế anh nói thật. Thế theo anh thì đến giờ phút này anh nuôi tôm với CGM ba mấy con rồi, anh cảm thấy là dùng nhiều đồ rồi, anh cảm thấy đồ là đồ tốt nhất anh. Nói chung là đúng đồ thì tốt đấy. Đồ này là đồ nào chứ anh không lấy tên. Anh bảo là đang dùng OVS của đại lý S Hương. OVS của S Hương á. Đấy thì nói đúng là coi như là đúng, là coi như là đúng sản phẩm tốt đấy. Nhưng mà phải dùng đều. Chứ bây giờ đừng thấy bây giờ là dùng mới có 5 ngày 10 ngày cái lại đi lấy hàng khác là vứt. Đấy, đó là ok. Đấy, cho nên là các bạn cứ phải dùng thật đều, chuẩn. Đấy, cứ thiêu dòng giả bây giờ cứ ví dụ là coi như trong vòng 1 tháng, hơn 1 tháng hoặc là biết được là đồ tốt hay đồ không tốt. Đấy, cho nên là đây là tâm sự của anh Quỳnh, người sát sao đã 103 ngày với hai ô tôm CGA, bây giờ thành quả là ba mấy con, nhìn rất là nghiện, không muốn đi đâu luôn. Riêng nhân viên của OBS đến đây không chè thì cà phê, lúc mà anh Quỳnh cũng rất là nhiệt tình luôn.